Hôm tàu mới về. Đấy, tàu sáng và anh em mới về buổi tối đấy. Đấy, quá nhiều luôn. Còn tôm cũng nữa, tôm và tôm mẹ tôm sú nha. Tôm sú biển đấy. Mới về đã tươi rồi, sống luôn. Lấy tàu vào nhá. Này con này nó to lắm. Ủa chà. Tay đấy, tôm sú với tôm, tôm đây là tôm sú ấy nhỉ. Anh em đi tàu về đó, tàu về nay nước lên, tàu về đêm quá nhiều. Đây, ghẹ 7 đã tư ngon. Đấy, tàu mới về đổ tôm ghẹ đang sống qua đá. Đây này đang lọc ghẹ ra, ghẹ đang lọc ra để về bán theo giá từng loại một, ghẹ chắc nha. Thịt ra thịt, trứng ra trứng đấy. Đây là cái này. Đây là hàng phân loại. Đây là phân loại phải to rồi. Bán giá khác, có bán giá khác. Đây gọi là bồi thu đấy. Bao nhiêu? Bồi thu. Oh. Đây là phần loại ra nó lại các loại to, đây là loại 1 này các bạn. Đúng rồi, phần to loại 1. Loại to là loại 1 con. Bàn tay. Có tiền mua về ăn đi khách ơi. Có bán không chị? Đây bán đây. Đây bà chủ đây. Đấy, bà chủ tàu đây. Đâu không ăn. Mấy khi về hôm nay mới gì thoải mái được đi. Cứ mong được nhiều đi. Mà chị có để cho cái em chuyện cho mình chị cái lô nha. Chị có cái mời nha, mời lắm nha. Này lắm ghẹ. À đây có con Sam. Bạn ơi, xuống lại trả về bạn ơi. Đó quay cái trò lên như gì luôn anh Dũng ơi. Sâm cái à? Đâu nó bật đấy? Nó bỏ đây. Vật ngứa nó ra kìa. Nó không à, cái bò à? Còn sâm cái. Sâm này ăn rất ngon luôn này. Bây giờ đắt lắm. Này bây giờ đang hàng hiếm này. Anh em là hôm nay đi xuống trải nghiệm rồi gặp được chuyến tàu này mới về nhé.
Nay chắc là báo trên nhà tàu vào đấy mọi người. Đây là cảng này, cảng hơi luôn. Thì tàu đang vào cái tầm này là hôm nay là tàu vào để vào cập bến này. Thì đang phân loại các loại luôn hải sản để bán này. Còn con đang phân loại luôn, to chứ mà bị thủng luôn. Phân loại để bán. Cái đây là ốc gì đây? Ốc đây, ốc sư tử anh ạ. À, ốc sư tử. Đây là con ốc sư tử. Đây, em mới ra cho bác quay bác Dũng này. Quay chỗ này còn ốc củ quà. Ốc này ốc củ quà. Vâng vâng. Đấy, ốc củ quà. Đấy là đúng không? Đấy là đi. Đấy là đi. Chạy đi lấy sọt đi cho bố chạy nào. Bố chạy. Bố chạy. Bố chạy. Bố chạy. Đây là hàng nhỏ thôi.
Có một khay to nữa đang ở dưới, nhưng mà lấy nhiều hay không mới quan trọng. Đây một khay đấy, khay nào cũng nhiều, khay to đó. Rồi rồi, lấy đặt ra đây đi. Rồi, vâng, cho lên luôn. Cái này ốc mỡ này, ốc mỡ nhưng mà răng là cái nến cứng.